Xin mời anh chị em quay trở lại với channel review đồng hồ chính hãng của CityWatch nhé. Hôm nay CityWatch có một trên một chiếc Thomas Anson rất là độc và hiếm. Chiếc này nằm trong phân khúc Longitude Skeleton, phải nói là cực kỳ hiếm hàng. Chiếc này là nó là mình đã review rất là nhiều phiên bản, nhưng mà riêng cái phiên bản ngày hôm nay mình rất may mắn có thể sở hữu để review cho anh em phiên bản Demi cực kỳ là hiếm của đứa con cưng nhà Thomas Anson ES8006. Nhưng mà chiếc ngày hôm nay đây các bạn, được trong chiếc hộp rất là đẹp và quen thuộc. Đây, em này thì mình bán phải nói là không có hàng để bán luôn, nó thẳng một câu như vậy. Nhưng mà chính ngày hôm nay rất là đẹp, sự một thiết kế phải nói là vô cùng ấn tượng của nhà Longitude, hở máy hoàn toàn, skeleton trước sau hai mặt rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ tháo siêu chiếc nhông chính ngày hôm nay cho anh em cùng chiêm ngưỡng các bạn nhé. ES8006 là một trong những cái modem mà bán chạy nhất của dòng sản phẩm Thomas Anson, và đặc biệt là những chiếc dây thép thế này thì rất là khó săn. Đây, mà em nói ES8006-33 các bạn nhé. Đây chiếc code của Thomas Anson. Rất là đẹp, hoàn hảo. Mình sẽ tháo cái phần siêu mặt cho anh em dễ quan sát cái mặt đeo, nó không bị lóa. Thomas Anson trong những năm vừa qua thì nó chiếm lĩnh thị trường, đặc biệt là thị trường Việt Nam. Những khách hàng mà không có thể sở hữu được ở tại đại lý hay những cái đơn vị mà sắp tay về thì khó có thể sở hữu sản phẩm này. Vì thứ nhất là nó mức giá khá là tốt so với những cái thiết kế mà cái sản phẩm mà Thomas Anson mang lại cho anh em, thì và nó là vô cùng là tuyệt vời với một mức giá phải chăng thôi. Nhưng mà như một chiếc đồng hồ cơ bình thường, nhưng mà anh em đã sở hữu những chiếc có thiết kế của nó là như những chiếc tiền tỷ ở trên thế giới hiện tại. Vì Thomas Anson nó đánh vào xu hướng người tiêu dùng là chính là cái thiết kế và cái ấn tượng về những cái nhỏ nhất, ví dụ như cái nấm chỉnh giờ này, hay là những cái dial này, hay những phần dây và máy móc phải nói là khá là ổn định và trơn tru đó. Em này thì có phần cái size là đây, cái size em này sẽ đo lại như là 44 các bạn nhé. Đây, đo lại cho anh em dễ nhìn. 44 đây, 44. Độ dày em này thì cũng khá ổn các bạn. Độ dày em này thì chưa tới 15, 14.8, 4.5, và lớp em này thì nó sẽ là khoảng, để mình đo lại lớp này. Nó dao động khoảng tầm 50 các bạn nha, lớp 50. Thì với cái thông số này thì nó sẽ phù hợp cho anh em khoảng tổ tay là 16.5 đổ lên, như mình lên tay thử cho anh em xem chiếc Thomas Anson này nó phù hợp hay không. Này, nói chung là như anh em cổ tay to thì lên tay những chiếc thế này rất hầm hố và đẹp, kỳ là sang trọng. Đây các bạn, tay mình 16.5, lên tay cũng khá là ok các bạn ha. Đây, khá là ok, nhìn rất là bắt mắt luôn. Như anh em mà cổ tay to thì những form này phải rất là đẹp, chuẩn, đẹp, sang trọng. Và nó một thiết kế phải nói là vô cùng là bất diệt, đẹp tuyệt vời theo thời gian luôn. Khó có những dòng sản phẩm cơ bình dân nào mà có thể sánh kịp với Thomas Anson về thiết kế, quá tuyệt vời các bạn. Mình rất yêu Thomas Anson ở cái thiết kế đẹp không tưởng ở cái skeleton và những cái chi tiết nhỏ nhất. Và đặc biệt là Thomas Anson rất là thành công ở phần mặt kính này, nó sẽ có phần mặt kính rất là cá tính luôn các bạn, khi biến những luồng ánh sáng trắng thành luồng ánh sáng công. Tuy là mặt kính khoáng thôi nhưng mà nó được phủ một lớp chống lóa rất là sang, rất là ngon lành, xịn, thì khó có những dòng bình dân này có thể có được. Đây, một chiếc mặt kính anh em thấy không, đổi màu rất là đẹp, cực kỳ là độc đáo. Em này thì với phần skeleton ở máy với nhiều khá là nhiều chi tiết. Em này thì nó có phần Sun and Moon góc 12 giờ giúp anh em có thể phân biệt được ngày đêm. Đây, anh em kéo ra chỉnh giờ đây thì tập Sun and Moon nó sẽ chuyển động. 12 giờ thì ông mặt trăng hết, và 12 giờ đêm, 12 giờ trưa nó sẽ ông mặt trời hết. Khá là đơn giản, và nó sẽ có tích hợp một cái múi giờ thứ hai, khi anh em xoay ngược lại thì anh em sẽ chỉnh được cái múi giờ thứ hai đây. Để giúp anh em có thể đi nước ngoài khá là tiện lợi, khi anh em chỉnh ngược lại thì nó có cái stop dừng cái phần kim dây này luôn, rất là hay. Khi anh em nhìn vô, khi anh em mình chỉnh giờ, anh em có thấy những bánh răng hoạt động phải nói là như một cỗ máy các bạn, như một con robot đẹp tuyệt vời, xuyên thấu. Đây, và lên cót thì anh em có thể ngắm nhìn được cái sợi cót này. Đây, anh em thấy khá là trực quan, không cần có cái vòng power reset. Anh em chỉ cần quan sát được cái phần cót của này, nếu mà nó dày lại hết thì có nghĩa là mình đã full cót rồi, mà khi nó giãn thì nó sẽ những cái vòng cót này nó sẽ cách xa nhau đó, rất là nhìn rất là cực kỳ là dễ. Đây là một trong những chi tiết mình đánh giá khá là hay, không cần phải nhìn vô cái kim báo xăng nó quá là bình thường đi, thì mình sẽ nhìn vô cái vòng này nhìn khá đẹp, cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Và một trong những điểm mình thích chính là cái phòng open head này, được nhà sản xuất tô điểm và thiết kế làm những họa tiết phải nói là vô cùng sang trọng. Đây, hai cái đường vân đối xứng nhau và được tôn vinh lên cái đẹp của skeleton với những cái thiết kế và màu sắc ấn tượng, gold, và bên ở dưới bên trong là cái nhịp đập của cỗ máy Automatic Movement rất là mạnh mẽ của nhà Thomas Anson đến từ Anh Quốc năm 1805, rất là lâu đời, một thương hiệu phải nói là cực kỳ là danh giá.
Rồi, nhân vật chính ngày hôm nay nó ngoài ra anh em sẽ thấy là được ngoài vòng này thì có những 12 cọc số La Mã thì nó sẽ làm cho chiếc đồng hồ này trở nên rất là lịch lãm. Và đây những cái kim, và tiếp theo là cái bộ kim em này rất là đẹp với phần kim sơn xanh ở phần kim giờ bị kim phút được làm kim la mắt ngỗng các bạn nha, và kim ở phần này cũng là kim xanh luôn, thì phần kim xanh nó sẽ nổi bật nền đeo trắng rất là sang trọng, và cái logo Thomas Anso và chữ ES nằm ở góc 3 giờ quay thuộc cực kỳ là sang trọng đẹp và nó là đỉnh cao luôn các bạn. Mình thiết kế này mình đã review rất là nhiều nhưng mà mình không bao giờ mình thấy chán các bạn, đẹp vì chưa có một dòng sản phẩm nào mà trong tầm giá có thể đánh bại được Thomas Anso trên hiện nay, khẳng định một câu luôn. Và chiếc này thì theo theo đuổi phong cách demi thì chọn rõ ràng ở phần đính chính giờ hình vương miện khá là đẹp đây. Cái viền bezel nó sẽ là tông màu demi rose gold, phần dây cũng vậy với ba chỉ phay xước và hai chỉ phay bóng với tông màu gold rose gold đẹp hoàn hảo. Nếu như anh em nào theo đuổi màu rose gold thì đây chắc chắn là một trong những cái chiếc mà mình đánh giá là phải nói là vô cùng hợp lý. Em này thì sử dụng khóa bướm chống gập hai đầu đây, trong khóa bướm hai đầu cũng khá tiện lợi, thì giúp anh em lên tay khá là liền lạc, dễ sử dụng, không có bị cắn như khóa gập một đầu. Và mặt thắt lưng em nó thì đẹp thôi rồi các bạn, đẹp thôi rồi. Đây anh thấy không, ở máy hoàn toàn dạng đấy, đắp lưng dạng đang xoay, và trên này có logo của ES 1805 được in trên cái thấu kính, anh có thể ngắm nhìn được thấu kính bên trong. Với những cỗ máy automatic của mình đang hoạt động khá là ok đây. Rồi ngoài này thì những thông số của hãng ES 8006 series đây, thân thép không gỉ, máy automatic movement trong nước em này là 5 atm, anh em thoải mái đi mua rửa tay các bạn nha. Nói chung mặt lưng thì đẹp tuyệt vời rồi, không có gì phải bàn nữa, mình giới thiệu nhiều quá luôn rồi. Dây thì ngon, khóa ngon, mặt đeo thì rất là ngon. Thì với mức giá ở ngoài store nước ngoài á, nếu mà bán em này sẽ rơi vào tầm 15 16 triệu, khá là cao các bạn. Và mức giá sàn sale thì mà Citywatt mang về trên chiếc như thế này thì rất là hời cho những anh em nào mà gọi là biết chơi á, thì những sản phẩm này mình đáng để săn các bạn, cực kỳ là hiếm, đẹp, khó săn, độc quyền luôn. Rồi em này mức giá tại Citywatt thì chỉ trên 5 triệu thôi các bạn nha, giá rất là hợp lý cho những anh em nào muốn sở hữu là những chiếc độc đáo như thế này, đẹp mà không bị đụng hàng đó. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video của Citywatt, nếu anh em nào thấy hay cũng là subscribe kênh đăng ký của Citywatt nhé, và đừng quên để lại nút chuông để theo dõi những video tiếp theo mà Citywatt sẽ đăng lên. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.